Thời điểm cuối năm, mỗi ngày cơ sở chế biến của chị Mạc Thị Nga, thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong tập trung thu mua tươi và chế biến thành phẩm được từ 5 đến 10 kg chè hoa vàng khô. Sau khi đóng gói, chè được đưa đi tiêu thụ ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và nhiều địa phương khác. Ngày mới nhiều nhất thì cũng khoảng 70 cân, 70 đến 80 cân. Còn bình thường thì cứ 30 cân, 40 cân mà thu với dân á. Cùng cứ mỗi nhà mỗi ít đi hái trong rừng về á. Dịp Tết thì nó tiêu thụ cũng mạnh hơn vì là người ta lại quà cáp. Với 1 kg hoa tươi, bà con được thu mua từ 180 đến 300 nghìn đồng 1 kg. 1 kg khô có giá từ 2,5 đến 6 triệu đồng và có thể cao hơn tùy chất lượng. Tuy nhiên với 30 kg tươi mới có thể chế biến được từ 4 đến 5 kg khô. Mặc dù giá khá đắt đỏ, nhưng cứ gần Tết Nguyên đán nhu cầu tiêu dùng cao nên các cơ sở làm trà hoa vàng ở huyện Quế Phong lại tất bật chạy nước rút để có hàng giao cho khách. Mùa hoa thì chỉ 3 tháng thì là tạo rất là nhiều công ăn việc làm cho cái hội viên nông dân và các bà con. Ngày trước thì bà con chỉ có là một phần là phơi nắng rồi là sấy than, nhưng mà từ mấy năm trở lại đây thì là mọi người là bắt đầu là có những cái tủ tự chế là sấy bằng nhiệt, sấy công nghệ sấy lạnh thì là nó sẽ có chất lượng đảm bảo hơn, giữ được cái độ hoa hơn. Cây chè hoa vàng ở Quế Phong chịu ấm mọc tự nhiên trong rừng, tập trung tại các xã Thông Thụ, Đồng Văn, Tiền Phong, Mường Nọc, Châu Kim, Hạnh Dịch. Vụ thu hoạch thường bắt đầu từ tháng 11 âm lịch và hết vụ vào tháng 1 năm sau. Để bảo tồn giống chè quý hiếm này, hiện nay nhiều địa phương đã khuyến khích người dân đưa về trồng thử nghiệm để nhân rộng. Và cũng đang bảo tồn là chúng tôi là cũng hơn là 1 hect là cái vấn đề chè hoa vàng thì chúng tôi đang là cái đặc trưng của xã đấy. Thì chúng tôi đang là tiếp tục bảo tồn và đồng thời thì chúng tôi là nhân rộng thêm, là cố gắng để làm sao là có một cái sản phẩm là chủ lực của xã trong cái vấn đề là bảo tồn cái dược liệu. Quế Phong hiện có hơn 200 hecta chè hoa vàng mọc rải rác, xen lẫn nhiều loại thực vật. Mỗi năm địa bàn thu được khoảng 35 đến 40 tấn hoa chè tươi, hơn 10 tấn trà khô thành phẩm. Hiện nay ước tính hàng trăm hộ dân có nguồn thu nhập khá từ cây chè tự nhiên.